Ái nữ nhà Vũ Thu Phương được khen đẹp sắc sảo như một quý cô. Việc ái nữ chủ động tái hiện hình ảnh của mẹ khiến Vũ Thu Phương vô cùng hạnh phúc. Nhiều năm về trước, khi đang hoạt động nghệ thuật vô cùng sôi nổi, Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố kết hôn với chồng đại gia. Việc cô sẵn sàng trở thành mẹ kế của hai con gái riêng đã thu hút sự chú ý từ phía khán giả tại thời điểm nữ siêu mẫu thông báo tin vui. Mới đây trên trang cá nhân, Vũ Thu Phương không giấu khỏi sự hạnh phúc khi chia sẻ hình ảnh chụp chung với con gái riêng của chồng. Nhan sắc ngọt ngào của ái nữ nhà siêu mẫu đình đám khiến cư dân mạng không thể rời mắt. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn nói thêm, ngày nào con bé còn con mà nay con đạt rầm thế này. Hạnh phúc của mẹ khi con chọn hóa thân thành mẹ vào thời khắc quan trọng của cuộc đời con. Bỏ công dưỡng dục 12 năm Kim My nhỉ. Love you, proud of you, tạm dịch là yêu con, tự hào về con. Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều cho rằng con gái Vũ Thu Phương sở hữu diện mạo sắc sảo, rạng rỡ không hề thua kém mẹ. Cho em hỏi đâu là mẹ đâu là con à. Em thấy trẻ như nhau, úi, Kim My hóa thân nhìn khác quá chị ơi. Sắc sảo lắm luôn, hai mẹ con xuất sắc, con gái xinh đẹp và dễ thương, giống mẹ Phương quá à. Vào tháng 7 năm ngoái, trong một lần tâm sự với Soulstar, Vũ Thu Phương cho biết cô không hề áp đặt con phải giỏi toàn diện. Tôi muốn con sẽ có những lựa chọn thông minh hơn là phải cố học giỏi hay cố làm giỏi một cái gì đấy. Tôi sẽ không áp lực con quá mức, nhưng sẽ luôn phân tích cho con cái lợi, cái hại trong một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như tại thời điểm con quyết định như thế này thì tương lai sẽ xảy ra những trường hợp nào. Tôi nghĩ đó là cách để vừa đồng hành, vừa chia sẻ, đóng góp hơn là áp đặt con một cách quá mức sẽ bung ra hết.